Mở đầu là thông tin về vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội trong và ngoài nước thời gian vừa qua. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vào chiều ngày hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố hơn 70 trang trong tổng số hơn 100 cáo trạng xét xử 54 bị cáo trong vụ án. 54 bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số tỉnh thành phố. Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Thực hiện chủ trương này, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, có 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng. 4 bị cáo môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo liên quan tới việc bị thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm được thành lập từ năm 1996, trong đó Vũ Văn Hòa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 1998 đến năm 2019 hiện đã chết. Phạm Ngọc Xuyến, nguyên Giám đốc, Trần Ngọc Hưng, nguyên Thủ quỹ, Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Kế toán trưởng, Vũ Thanh Hà, nguyên Cán bộ Tín dụng, Trần Uy Quyền, Trần Hiến Minh, nguyên Kiểm soát viên và Nguyễn Văn Lợi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát hiện đã chết, đã cùng bàn bạc chiếm đoạt số tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi vào gốc. Khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước, không đưa tiền gửi của hơn 90 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân, dẫn đến hoạt động không thu được đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước, dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Ngày hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một đối tượng sinh năm 2002, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi làm, tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được biết, thời gian qua, lợi dụng tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xúc phạm lãnh tụ, ủng hộ tổ chức phản động khủng bố Lưu vong Việt Tân Đề Ga. Lợi dụng vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 ở Đắk Lắk, đối tượng tung hô xuyên tạc nhằm chống phá. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục điều tra mở rộng. Buôn bán 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ, Nguyễn Tiến Hóa trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trước đó vào ngày 2 tháng 7, tại một khách sạn trên đường Mai Lão Bạng, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Anh Sơn tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Tiến Hóa về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và một điện thoại. Được biết, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma túy đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sẽ được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Liên quan tới thông tin về nghi vấn Google xóa hoặc là mờ hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại Trường Sa, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với đại diện Google về vấn đề này. Theo đó, đại diện đơn vị này cho biết Google không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba.
Vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và đơn vị đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng hình ảnh có chất lượng tốt hơn. Trên cơ sở trả lời của Google, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã đề nghị Google nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 51 đồng một lít. Trừ mặt hàng xăng E5 RON 92, các mặt hàng còn lại cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 51 đồng một lít về mức 20.419 đồng một lít. Ngược lại, giá xăng RON 953 là 21.497 đồng một lít, tăng 69 đồng một lít. Dầu diesel tăng 447 đồng một lít lên mức 18.616 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 394 đồng một lít, giá mới là 18.320 đồng một lít và dầu mazut tăng 665 đồng một kg lên mức là 15.288 đồng. Liên quan tới quỹ bình ổn, Liên Bộ quyết định dừng trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, đồng thời không chi quỹ với các mặt hàng này. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết, tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là 3.206 tỷ đồng. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ký quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 cho 6 trường trung học phổ thông tư thục. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào là 46 lớp với 2.070 học sinh. Các trường trung học phổ thông được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 gồm Lý Thánh Tông, Hoàng Long, Bắc Hà, Đống Đa, Mai Hắc Đế, Đông Kinh và Phạm Ngũ Lão. Đây là những trường nằm trong danh sách 14 trường chưa đủ điều kiện được Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở đợt 1 vào tháng 4 năm 2023. Với 8 trường còn lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham ô tài sản để xây nhà riêng, Súng A Só trú tại xã Phồng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thuận Châu khởi tố bắt tạm giam. Với vai trò là trưởng bản cổng chập, Súng A Só thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021. Lợi dụng chức vụ, Só đã tiêu vào mục đích xây nhà riêng với số tiền trên 140 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thuận Châu đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Súng A Só và tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Doãn Văn Dương trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Thái trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Bùi Văn Thái có hành vi mua bán trái phép giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội. Mở rộng điều tra, công an huyện Kiến Sương đã bắt giữ Doãn Văn Dương. Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận từ tháng 5 năm 2023, lập trang Facebook Thầy Thắng, trung tâm sát hạch lái xe, thường xuyên đăng bài quảng cáo làm giấy phép lái xe giả và giao bán. Khám xét tại nơi ở của Dương, lực lượng công an đã thu giữ một cây máy tính, 6 điện thoại di động, 2 giấy phép lái xe giả và danh sách 2.870 đơn đặt hàng giấy phép lái xe giả. Gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trong vòng hơn một tháng, 4 đối tượng là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lộc cùng chú tại huyện Long Thành, Lê Tuấn Kiệt và Nguyễn Hoàng Nam cùng chú tại tỉnh Tây Ninh đã bị công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Các đối tượng này đi xe máy Exciter gắn biển giả và ra tay chấp nhoáng, khiến cho nhiều nạn nhân bị ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một số tăng vật liên quan. Trong đó có 2 xe mô tô được các đối tượng thường xuyên sử dụng để đi cướp giật. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 5 năm 2023 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023 đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quốc Phong cùng chú tại thành phố Hải Phòng và Trần Văn Phúc quê ở Hải Dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, từ tháng 2 năm 2023, ba đối tượng trên được một người tên là Quang chưa rõ nhân thân lai lịch cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương cho vay tiền lấy lãi. Qua làm việc, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới việc cho vay lãi nặng. Bước đầu xác định lãi suất cho vay trung bình khoảng 432% một năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng 280 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.